Hello, xin chào tất cả các bạn. Liệu đã trở lại đây sau một mùa Tết thì vẫn là những công việc cũ, tức là bị tiếp tục với công việc đó. Thì hôm nay Liệu sẽ giới thiệu ông ta về dòng xe Hyperbon. Đây là dòng xe Việt Nam. Về nói chung là cái dòng xe Việt Nam khi chúng ta sở hữu á, cái lợi thế mà chúng ta cảm thấy là nó ok nhất đó chính là được bảo hành toàn quốc, và cái lợi thế thứ hai là biển số rất là nhanh. Ngoài ra thì máy móc của em nó cũng là máy móc nhập khẩu luôn. Thì đó là dòng xe nào, hãy theo chân Liệu nhé. Ok, đó là dòng xe Rider nè các bạn. Hôm nay Liệu sẽ giới thiệu cho chúng ta về hai màu up, đó là màu xanh lục bảo và màu xanh xi măng. Thì cái màu zin của em nó thì đợt trước là Liệu cũng có đã giới thiệu rồi, thì màu zin của nó chỉ có là ba màu, đó là màu đen đỏ này, màu xanh nhám và màu xanh cam đen. Đó là nó có ba màu duy nhất thôi. Có nhiều bạn nhắn tin hỏi Liệu là có màu đen nhám không, thì Liệu cũng trả lời ở đây luôn nhé. Màu đen nhám thì nó là mẫu cũ rồi các bạn ơi, nên là bây giờ cái xe mới là nó không còn mấy cái mẫu cũ nữa. Thì những các bạn hay hỏi Liệu là mấy cái dòng của xe Hyper 2018, 2017 còn hàng hay không, thì Liệu cũng nói luôn là tất cả các dòng xe mẫu cũ, đời cũ đã là không còn rồi nhé, chỉ còn đời 2020-21 thôi nha các bạn. Đây, em này cả việc em nói sẽ ra là màu xanh đen hoặc là xanh đen vàng nha các bạn. Các bạn thấy không, tem của em này là cái tem mà được thiết kế và được gọi là được rất là nhiều phản hồi tích cực về cái tem như thế này. Liệu cảm thấy vậy bởi vì cái chữ này các bạn, R150 hoặc là F150 đối với dòng xe Sachi á, Liệu cảm thấy là cái tem mà có cái dòng này này được rất là nhiều khách hàng ưa chuộng, rất là thích luôn. Được trước Liệu có khách mà kiểu như có cái tem màu khác á, cái tem kiểu khác mà các bạn, khách đó là không mua, đã mua xe rồi nhưng quay lại bên Liệu để sơn lại cái màu như thế này luôn. Nên là Liệu cảm thấy là cái màu này rất là hot luôn, chưa bao giờ là ngừng hot luôn ha. Đây là màu sơn 3D, xanh này được gọi là màu xanh lục bảo nha. Ngoài ra chúng ta không thích màu xanh này, chúng ta có thể về lên sơn màu xanh dương này, xanh xi măng hoặc là màu xanh da trời, tùy thuộc và chúng ta thích nha. Ok, em này thì hiện tại bên Liệu đang bán với giá là 49.500.000 đồng, chưa bao gồm phí biển nhé. Ok, ngoài ra bên Liệu có lên hỗ trợ cho chúng ta là các baga titan này, các bạn thấy không, rất là đẹp luôn, rất là màu sắc sặc sỡ luôn. Có bảo vệ kết nước ở dưới nữa, và thứ hai là có chống trộm nè, chống trộm là của Suzuki nha. Chống trộm này thì hiện tại bên Liệu đã có hỗ trợ cho chúng ta là 50% giá nha các bạn. Và cái chức năng của em nó thì khỏi bàn luôn. Để cảm thấy những khách hàng là mà đã được bên Liệu là chỉ dẫn qua cái chức năng của em nó rồi á, thì là hầu như là 100% khách là đều lấy luôn, tại vì chức năng của em nó rất là ok luôn. Tiếp theo qua một em bên này, bên này em Sachi rồi. Sachi kiện thì được trước Liệu cũng có review Sachi kiện rồi hả. Nên là hôm nay Liệu sẽ chỉ review Rider thôi. Và những bạn, bên Liệu có một chiếc kiện luôn á, Sachi kiện, nên là những bạn nào mà có thích Sachi kiện á thì inbox ngay cho Liệu đi, Liệu sẽ giới thiệu cho chúng ta và tư vấn chúng ta về em Sachi này nha. Tại vì em này em ngoài lề mà nằm ở giữa nên Liệu cũng có lướt qua luôn ha. Còn một em Rider bên cạnh nè, Rider màu này là màu xanh xi măng nha các bạn. Carpet em nó sẽ ra là màu xanh đen cam. Đó, trời, sau một mùa Tết là năm Liệu review Liệu cảm thấy nó tích cực hẳn ra. Đây, màu này là màu xanh xi măng, thì những bạn nào mà Liệu cảm thấy là tính cách khá là nhẹ nhàng hoặc là kiểu trưởng thành một chút á, thì chúng ta hay là lựa chọn cái màu như thế này. Nhưng mà trong cái sự trưởng thành là có một chút cute nè các bạn thấy không? Còn cái màu cam nè, các bạn nhìn thấy cái màu cam thì cũng thấy nó rất là cá tính, rất là dễ thương, cute luôn á, rất là đẹp. Đó, thì em này là bên Liệu cũng đã lên thẳng là chống đổ cho chúng ta nè, chống đổ màu vàng nè, chúng ta không thích màu vàng, bên Liệu có màu đỏ, màu xanh luôn nha. Thì chúng ta thích màu nào, bên Liệu vẫn lên nè cho chúng ta luôn, và lên luôn nha. Ngoài ra bên Liệu có hỗ trợ là tích hợp xi nhan, nhưng mà em này Liệu chưa có tích hợp đâu. Những bạn nào mà thích tích hợp hoặc là thu nhỏ xi nhan giống như là em Exeter như những clip trước Liệu đã nói á, thì bên Liệu có hỗ trợ lên cho chúng ta luôn nha, hoặc là lên giống như em Sachi đằng sau này, bên Liệu cũng có lên luôn nha. Ok, em này thì giá cũng vậy luôn, cũng là giá là 49.500.000 đồng, chưa bao gồm phí biển nhé. Rồi, chúng ta quan sát em nó một lượt rồi Liệu sẽ đi vào thủ tục trả góp nè. Ok, với dòng xe Rider thì chúng ta mua góp thì thủ tục cũng đơn giản lắm các bạn, và có tiền trả góp thì chỉ cần đưa trước cho bên Liệu được tầm khoảng là 10 tới 11 triệu trở lên là chúng ta có thể mua trả góp được rồi. Và thủ tục trả góp thì đơn giản lắm, chỉ cần chứng minh nhân dân gốc, hộ khẩu gốc hoặc là chứng minh nhân dân gốc với bằng lái, hoàn toàn là rất là đơn giản, không có rườm rà. Nhưng mà bạn gốc giúp Liệu nhé, tại vì thường Liệu cảm thấy là mua góp ở những cái sản phẩm khác á, thì Liệu cảm thấy là cần có bảo hiểm y tế này hoặc là tạm trú tạm vắng, thì cảm thấy giấy tờ rất là rườm rà, nên là bên Liệu
hỗ trợ những cái thủ tục nào mà đầy đủ nhất nhưng lại đơn giản nhất, dễ tìm nhất đối với những gia đình hình như là ai cũng có thể là đứng ra mua góp được ha. Nhưng mà độ tuổi nhất định phải là 18 tuổi trở lên, đủ tháng đủ ngày chúng ta có thể mua góp được nha. Bên Lý hiện tại là có liên kết với lại 5 tổ chức tín dụng, đó là 5 ngân hàng HD, FE, Home, Quân đội MB và Mira. Thì 5 ngân hàng đó chúng ta hoàn toàn thoải mái trong cái vấn đề lựa chọn cái gói lãi suất mà ok nhất, chúng ta cảm thấy là phù hợp nhất đối với chúng ta, với công việc của chúng ta và khả năng chi trả thì chúng ta chọn ha. Cửa hàng của Liễu là ở siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát, chúng ta nhớ tên dùm Liễu nhé, là siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, nằm ngay trên đường quốc lộ 14, còn được gọi là đường tỉnh 741. Nói chung là cách ngã tư Sở Sao hoặc là cách Đại Nam tầm khoảng là từ 5-6 km đó các bạn. Những bạn nào mà không biết cửa hàng của Liễu ở đâu á thì giờ còn tới ngay cổng số 2, gọi là cổng sau của khu vực Đại Nam, là đường cổng sau nằm ngay trên đường Lê Chí Dân đó các bạn, hoặc là tới ngã tư Sở Sao, hoặc là tới cổng khu công nghiệp Mỹ Phước 3, ngã tư Hòa Lợi, tới đó gọi ngay cho Liễu theo số điện thoại là 0383 835 066, để ngay phía dưới phần mô tả đó cũng là số Zalo của Liễu luôn. Với những bạn nào muốn tự tới thì hãy kết bạn và ngay cho Liễu, Liễu sẽ gửi vị trí cửa hàng qua cho các bạn tới cửa hàng mua xe nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn đồng hành cùng với Liễu và Hiếu Thành Phát trong cái năm vừa qua, và bây giờ năm mới rồi, hãy mong, Liễu rất mong các bạn luôn ủng hộ và tiếp tục đồng hành cùng với lại Liễu và Hiếu Thành Phát trong cái năm mới này nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.